Liên tục vướng nghi án thẩm mỹ khiến gương mặt biến dạng gặp Minh Hằng ngoài đời dân mạng nhận xét ra sao? Rất nhiều khán giả cho biết gặp Minh Hằng ngoài đời thấy xinh và đầy thần thái. Vài năm gần đây, Minh Hằng liên tục bị dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, khiến chiếc cằm nhọn hoắt, gương mặt của cô gây ra nhiều tranh cãi. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng tò mò muốn gặp nữ ca sĩ ngoài đời. Mới đây, một cư dân mạng đăng ảnh chụp lén Minh Hằng. Lân Tranh fanpage chuyên bàn chuyện showbiz và chia sẻ, hôm nay gặp Minh Hằng ở Recent Mall xinh và thần thái lắm luôn, ngày càng trẻ hóa nhỉ. Ở dưới bình luận, nhiều người cũng khen Minh Hằng xinh khi gặp ngoài đời, chiều cũng gặp nè ngoài đời xinh hơn á. Ngoài xinh hơn chị không ăn ảnh lắm, ở ngoài đẹp hơn trong ảnh luôn, em gặp rồi chị xinh lắm chị ơi, tươi cực kỳ. Đúng đó, lên hình bà không đẹp nhưng ngoài thì đẹp lắm. Ngoài xinh hơn, chị không ăn ảnh lắm, hôm nay chị làm đại sứ cho iSeoul. Chiều cũng gặp nè, ngoài xinh hơn nhé. Mấy năm trước gặp Minh Hằng ở chỗ Vincom Bà Triệu mà thấy ngoài xinh có trẻ hơn trong hình bình thường. Nhiều cư dân mạng khen Minh Hằng xinh hơn khi gặp nữ ca sĩ ngoài đời.